các bạn đến với mình Xe Cao Shop. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn mẫu sản phẩm Bugatti Centauri tỷ lệ 1.32 của nhà sản xuất Chimy. Bugatti Centauri là dòng siêu xe hạng cao hoàn toàn mới của hãng siêu xe Bugatti, Pháp, ra mắt vào tháng 8 năm 2019. Cái tên Centauri trong tiếng Italy nghĩa là 110. Ở phần đầu xe, thiết kế lưới tản nhiệt hình móng ngựa của Bugatti Centauri nhỏ hơn so với đàn em trai rơn và có kích thước tương tự như chiếc FB110 huyền thoại. Cụm đèn pha tách riêng biệt giống chiếc trai rơn, nhưng được thiết kế mỏng hơn ẩn ngay dưới nắp capo. Chi tiết ngoại thất được thừa hưởng hoàn toàn từ FB110 Super Sport là năm hốc tròn phía sau cửa sổ bên. Trong khi đó, phần đuôi xe được trang bị cánh gió cố định cỡ lớn. Dải đèn hai tầng kéo dài sang hai bên nổi bật khi đi ban đêm. Hệ thống hai ống xả đuôi ngầm cho biết sức mạnh của cỗ máy ẩn náu trong thân. Vừa rồi là một số chi tiết về ngoại thất xe. Xe thì mở được hai cửa và khi mở cửa thì sẽ có tiếng còi kêu. Ngoài ra, xe còn mở được capo. Và khi ta ấn đầu xe xuống thì sẽ có tiếng động cơ. Toàn bộ khung xe thì được làm bằng kim loại, bánh xe thì làm bằng cao su, nội thất của xe thì được làm bằng nhựa carbon. Xe thì có hai màu trắng và đỏ. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ website caoshop.com.vn, fanpage mô hình xe gạch dưới caoshop. Các bạn có câu hỏi gì hay có đóng góp ý kiến, hãy comment xuống phần bên dưới. Đừng quên like và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ các sản phẩm tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem.